Hôm nay chúng ta cùng đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Để giúp các em làm tốt bài kiểm tra, hôm nay cô trò mình cùng điểm lại những nội dung trọng tâm của chương trình ngữ văn 7 học kỳ 2. Phạm vi ôn tập từ bài 6 đến bài 9 về cấu trúc, đề kiểm tra bao gồm phần đọc hiểu, các em thực hiện các câu trắc nghiệm và tự luận về đặc điểm hình thức, giá trị nội dung của văn bản ngoài sách giáo khoa thuộc một trong các kiểu loại sau: văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống, tục ngữ, văn bản thông tin, truyện khoa học viễn tưởng. Các em ôn lại tri thức đọc hiểu các kiểu loại văn bản trên đối chiếu với các văn bản cụ thể đã học. Về tiếng Việt, các em ôn lại các tri thức tiếng Việt về liên kết trong văn bản, thành ngữ, nói quá, nói giảm, nói tránh, số từ, mở rộng thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ. Về thực hành, các em sẽ được yêu cầu xác định yếu tố tiếng Việt, tác dụng của biện pháp tu từ, đặt câu, mở rộng thành phần câu và nêu tác dụng. Phần viết ngắn 2 điểm thuộc mức độ vận dụng bao gồm 1 điểm hình thức và 1 điểm nội dung. Về hình thức, các em trình bày như một đoạn văn với 4 đến 6 câu. Chú ý mở đoạn bằng hình thức viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc đoạn văn bằng dấu chấm ở câu cuối cùng. Tuyệt đối không gạch đầu dòng liệt kê ý. Giữa các câu cần đảm bảo liên kết về ý nghĩa, các câu viết đúng ngữ pháp. Về nội dung, có thể đề yêu cầu trình bày suy nghĩ về một nhận định trích từ ngữ liệu. Các em cần thể hiện ý kiến tán đồng hay phản đối và nêu rõ lý do tán đồng hay phản đối. Cũng có thể đề yêu cầu trình bày thông điệp văn bản gửi đến người đọc hay bài học bản thân rút ra được qua văn bản, hoặc đề yêu cầu liên hệ thực tế đời sống, nêu hướng hành động có liên quan đến nội dung trong ngữ liệu đọc hiểu. Các em cần nêu được ít nhất hai ý không trùng lặp nhau. Về phần viết, các em luyện viết hai đề sau. Đề 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói, học với hành phải đi đôi, học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về nhận định trên. Đề 2, viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về nhận định trong câu tục ngữ, thất bại là mẹ thành công. Chúng ta cùng thực hiện một số bài tập thực hành tiếng Việt. 1. Xác định các phép liên kết trong đoạn văn sau và nêu tác dụng. Thất bại là điều khó tránh khỏi trên con đường đi đến thành công, nhưng đó chính là người thầy của ta. Bởi qua thất bại, ta rút ra được bài học quý báu. Hơn nữa, thất bại còn là đòn bẩy vực dậy sức mạnh ý chí, giúp ta vượt qua khó khăn thử thách, bước đến thành công. Và đây là đáp án. Phép lặp từ thất bại ở câu 1 được lặp lại ở câu 3 và câu 4 nhằm tạo nên sự gắn bó về nội dung ý nghĩa giữa các câu trong đoạn văn. Phép thế từ thất bại ở câu 1 được thế bằng từ đó ở câu 2 nhằm duy trì đề tài bàn luận trong đoạn văn. Phép nối từ nhưng ở đầu câu 2 biểu thị quan hệ ý tương phản với ý của câu 1. Từ bởi ở đầu câu 3 dùng để giải thích cho ý của câu 2. Từ ngữ chuyển tiếp hơn nữa ở câu 4 dùng biểu thị một cái ý bổ sung cho ý của câu 3. Về phép liên tưởng, ở đây trong đoạn văn này có hai phép liên tưởng được thực hiện. Một là phép liên tưởng được thể hiện ở cụm từ người thầy và từ bài học. Điểm chung về nghĩa của phép liên tưởng thứ nhất này là trường lớp. Phép liên tưởng thứ hai được thể hiện qua từ thất bại ở câu 3 và từ thành công ở câu 4. Điểm chung về nghĩa của cặp liên tưởng này là giá trị của sự thất bại. Về tác dụng, các phép liên kết tạo nên sự gắn bó về nội dung giữa các câu, làm cho đoạn văn có tính mạch lạc. Bài tập 2, xác định phép nói quá, nói giảm, nói tránh trong các ví dụ sau và nêu tác dụng. A. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, Hoàng Trung Thông. B. Bài văn của bạn chưa hay. Đáp án A. Phép tu từ nói quá được thể hiện ở sỏi đá cũng thành cơm. Về tác dụng, phép nói quá trong cái ngữ cảnh này đã khẳng định giá trị của lao động.
B. Bài văn của bạn chưa hay. Phép nói giảm nói tránh được thể hiện ở từ ngữ chưa hay. Về tác dụng, nói giảm nói tránh ở đây nhằm đảm bảo sự tế nhị trong nhận xét góp ý. Bài tập 3. Đặt câu với các thành ngữ sau. No cơm ấm áo, một nắng hai sương, ngày lành tháng tốt, sinh cơ lập nghiệp, tối lửa tắt đèn. Gợi ý thực hiện bài tập. Tìm hiểu nghĩa của thành ngữ, nắm vững vai trò ngữ pháp của thành ngữ. Thành ngữ có thể làm thành phần câu hoặc thành phần phụ trong cụm từ. Chọn ngữ cảnh, tức là nội dung câu, phù hợp với nghĩa của thành ngữ. Chú ý dấu hiệu hình thức được quy định khi đặt câu. Bài tập 4. Đặt câu với số từ. Biểu thị số lượng chính xác. Biểu thị số lượng ước chừng. Biểu thị số thứ tự của sự vật. Gợi ý thực hiện. Nắm vững ý nghĩa và chức năng của số từ. Khi đứng trước danh từ, số từ biểu thị số lượng chính xác, chẳng hạn như 2, 3, 4, vân vân. Hoặc số lượng ước chừng, chẳng hạn như vài, dăm, mươi, vân vân. Khi đứng sau danh từ, số từ biểu thị số thứ tự của sự vật, chẳng hạn như nhà 17, phòng số 6, bàn thứ 3, vân vân. Lưu ý viết số từ bằng chữ, không dùng con số toán học. Đặt câu đúng ngữ pháp, chú ý dấu hiệu hình thức. Bài tập 5. Mở rộng các thành phần được gạch dưới trong các câu sau và nêu tác dụng. A. Trời mưa. B. Chú mèo đang nằm ngủ ngon lành. C. Dưới ánh trăng, cảnh vật trong thực đạt. Dưới đây là phần gợi ý thực hiện bài tập. Trước tiên, các em phân tích cấu tạo ngữ pháp ở mỗi câu để xác định thành phần câu cần mở rộng. Với câu A, chúng ta được chỉ định mở rộng thành phần vị ngữ và cô đã mở rộng thành 3 câu trên màn hình. Câu thứ nhất, trời mưa cụm mây. Từ vị ngữ chỉ là một từ đơn mưa, cô đã mở rộng thành cụm từ mưa cụm mây. Cụm mây được cô thêm vào sau mưa để chỉ đặc điểm cơn mưa. Câu thứ hai, trời đang mưa tầm tã. Cô đã mở rộng thành phần vị ngữ bằng cách thêm vào phía trước từ mưa một phó từ chỉ quan hệ thời gian và phía sau từ mưa từ có sức gợi tả đặc điểm cơn mưa. Ở câu thứ ba, trời mưa lâm râm suốt từ chiều đến giờ. Cô cũng thực hiện mở rộng thành phần vị ngữ của câu bằng việc thêm vào hai thông tin. Thông tin thứ nhất là thông tin về đặc điểm cơn mưa qua từ lâm râm. Thông tin thứ hai là thông tin về thời gian cơn mưa kéo dài. Ở câu thứ hai, chúng ta được chỉ định mở rộng thành phần chủ ngữ. Câu mở rộng thứ nhất, hai chú mèo con. Chủ ngữ này được cô mở rộng bằng cách thêm vào phía trước chú mèo số từ 2 và phía sau từ con để vừa cho biết thông tin về số lượng, đối tượng sự vật cũng như đặc điểm của sự vật. Ở câu thứ hai, chú mèo tam thể nhà bên đang nằm ngủ ngon lành. Cô đã mở rộng thành phần chủ ngữ bằng việc thêm vào hai thông tin. Thông tin thứ nhất được thêm vào qua từ tam thể để chỉ đặc điểm của chú mèo. Nhà bên được cô thêm vào sau thông tin thứ nhất để xác định đối tượng được nói tới trong câu. Ở câu thứ ba, chú mèo mẹ tặng em hôm sinh nhật đang nằm ngủ ngon lành. Thành phần chủ ngữ trong câu này được cô mở rộng bằng việc thêm vào mẹ tặng em hôm sinh nhật cũng nhằm cụ thể xác định đối tượng được nói đến trong câu. Ở câu C, chúng ta được chỉ định mở rộng thành phần trạng ngữ. Cô đã mở rộng thành 3 câu với 3 trạng ngữ như sau. Ở câu thứ nhất, cô có trạng ngữ được mở rộng dưới ánh trăng hiền hòa. Cô đã thêm vào từ hiền hòa để gợi lên cái đặc điểm của ánh trăng qua cảm nhận của người viết. Ở câu thứ hai, cô đã mở rộng thành phần trạng ngữ bằng việc thêm vào sau ánh trăng cụm từ đêm rằm để giúp cho người đọc liên tưởng đến cái đặc điểm sáng của ánh trăng. Ở câu cuối cùng, cô đã mở rộng thành phần trạng ngữ trong câu bằng việc thêm vào sau ánh trăng quê nhà. Và quê nhà được thêm vào sau ánh trăng đã gửi gắm tâm tình của người viết qua câu văn.
Còn về tác dụng của việc mở rộng thành phần câu, câu sau khi được mở rộng sẽ biểu đạt cụ thể điều muốn nói và có sức gợi tả cao. Về phần viết, chúng ta sẽ luyện viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống. Đề 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói, học với hành phải đi đôi, học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về nhận định trên. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu yêu cầu đề. Đề bài yêu cầu trình bày suy nghĩ, tức là chúng ta phải viết bài văn nghị luận, bày tỏ ý kiến của mình. Câu nói của bác chính là vấn đề cần bàn luận. Đối với đề này, chúng ta cần tập trung thể hiện ý nghĩa của sự tương quan giữa học và hành. Và các em nên nhớ là trong bài văn nghị luận thì cái phần linh hồn bài viết chính là ý kiến của người làm bài. Các em cần thể hiện sự tán đồng với nhận định của bác. Tiếp theo là phần tìm ý và lập dàn bài. Mở bài. Bước thứ nhất, chúng ta cần nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận. Học và hành có mối quan hệ mật thiết và tầm quan trọng ngang nhau. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ dẫn lại câu nói của bác. Học với hành phải đi đôi, học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Thân bài. Bước đầu tiên, chúng ta cần phải giải nghĩa những từ ngữ khó, những từ ngữ then chốt trong cái nhận định của bác. Học là hoạt động tiếp thu những tri thức và kỹ năng mà nhân loại đã tích lũy qua sự hướng dẫn của thầy cô ở trường hoặc tự tìm hiểu qua sách báo, internet. Hành là những trải nghiệm thực tế, là hoạt động vận dụng những kiến thức đã được học vào công việc hàng ngày. Cuối cùng, sau khi chúng ta đã thực hiện giải nghĩa những từ ngữ khó, những từ Hán Việt hoặc là những từ ngữ then chốt quan trọng, chúng ta cần phải giải thích ý nghĩa của cả vấn đề cần bàn luận. Để việc học đạt kết quả và có ý nghĩa, ta cần thực hiện phương châm học đi đôi với hành. Và đây chính là vấn đề cần bàn luận. Phần 2, chúng ta sẽ bàn luận tại sao học phải đi đôi với hành. Để bàn luận về vấn đề này, chúng ta sẽ có các ý nhỏ hơn. Ý nghĩa, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của hành đối với học. Chúng ta thấy hành là mục đích của việc học. Hành còn là phương pháp của học tập. Hành cũng góp phần xây dựng và hoàn thiện lý thuyết. Ý 2, vai trò của học đối với hành. Học đóng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn cho hành. Đối với công việc đòi hỏi phải có hiểu biết về khoa học kỹ thuật mới thực hiện được, thì càng phải học và học không ngừng. Ý thứ ba trong phần bàn luận, học với hành phải đi đôi, học mà không hành thì chỉ sở hữu một mớ lý thuyết suông, việc học trở nên vô ích, vô nghĩa. Nếu chỉ chú trọng thực hành mà không chịu học hỏi thì làm việc gì cũng thấy khó khăn, tức hành không trôi chảy. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một cái thao tác phê phán. Những ai xem nhẹ mặt học hoặc mặt hành đều bộc lộ sự lệch lạc trong nhận thức về mối quan hệ giữa học và hành. Bước tiếp theo phần thân bài, chúng ta sẽ thực hiện định hướng hành động cho người đọc người nghe. Ý thứ nhất, tiếp thu vững vàng những kiến thức được học ở trường, chủ động tìm tòi, học hỏi, có chọn lọc để mở rộng hiểu biết từ đời sống qua internet, hình thành thói quen năng luyện tập thực hành, có ý thức và chuyển hóa ý thức thành niềm hào hứng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống. Cuối cùng chúng ta thực hiện tìm ý kết bài. Đầu tiên chúng ta sẽ khẳng định ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhận định dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn về mối quan hệ giữa học và hành. Quan điểm của bác chính là kim chỉ nam trong học tập và trong đời sống của mọi người. Đây là một cách chúng ta khẳng định gián tiếp ý nghĩa của vấn đề cần bàn luận. Sau cùng chúng ta sẽ liên hệ bản thân và các em chú ý phần liên hệ này phải phù hợp với nội dung vấn đề. Đề 2. Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về nhận định trong câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. Chúng ta cũng thực hiện câu tìm hiểu yêu cầu đề. Đề bài yêu cầu trình bày suy nghĩ, tức là phải viết bài văn nghị luận, bày tỏ ý kiến của mình. Còn nhận định trong câu tục ngữ chính là vấn đề cần bàn luận.
trong cả bài văn nghị luận, chúng ta cần tập trung làm rõ giá trị của sự thất bại. Tiếp theo là phần tìm ý và lập dàn bài. Mở bài, chúng ta cũng cần phải nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần mặc luận. Thất bại tuy để lại tổn thất nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho ta có được thành công sau này. Tiếp theo, chúng ta sẽ dẫn câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công. Ở đây cô cũng lưu ý giữa hai bước nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần mặc luận với bước dẫn câu tục ngữ, các em có thể dẫn trước rồi nêu ý kiến sau vẫn được nha. Nhưng chú ý, khi ta dẫn câu tục ngữ trước và nêu ý kiến sau thì tránh diễn đạt theo hướng nêu nội dung câu tục ngữ. Thân bài, chúng ta cũng thực hiện bước đầu tiên là bước giải nghĩa nhằm xác định vấn đề cần mặc luận qua câu tục ngữ. Đầu tiên chúng ta sẽ giải thích nghĩa từng đơn vị từ ngữ. Thất bại là không đạt được mục đích như dự định, trái với thành công. Mẹ là người sinh ra con, nhờ có mẹ mới có con. Thông qua phép so sánh, người xưa nhắn nhủ chính những thất bại trong cuộc sống giúp ta có được thành công trên đường đời. Tiếp theo là bước bàn luận gắn với câu hỏi tại sao lại nói thất bại là mẹ thành công. Chúng ta cần tập trung làm rõ ba ý chính sau đây. Thất bại giúp ta đúc rút được những kinh nghiệm quý báu. Thất bại còn nhắc nhở ta không được chủ quan. Thất bại thúc đẩy người có tính kiêu hãnh tìm đến thành công. Sau đó chúng ta sẽ mở rộng vấn đề. Thất bại còn góp phần tôi luyện đức tính kiên trì và thực hiện phê phán, đáng chi trách những kẻ dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Sau khi chúng ta trình bày làm rõ giá trị của sự thất bại, chúng ta sẽ định hướng hành động cho người đọc, người nghe. Thứ nhất, dũng cảm đối mặt với thất bại, kiên trì vượt qua khó khăn. Thứ hai, bình tĩnh phân tích nguyên do thất bại, tìm cách khắc phục ở lần sau. Sau cùng chúng ta sẽ viết kết bài. Kết bài chúng ta cũng sẽ khẳng định ý kiến của người viết qua hai thao tác sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhận định câu tục ngữ gửi gắm một bài học thiết thực, và sau đó chúng ta sẽ khẳng định thất bại là tiền đề của thành công. Cuối cùng, đừng quên liên hệ bản thân phù hợp với. Sau phần tìm ý lập dàn bài là phần viết bài. Các em dựa vào dàn bài dựng từng đoạn văn từ mở bài đến kết bài. Mở bài cần thực hiện hai thao tác: nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận và dẫn đề. Cô giúp các em củng cố lại hai cách mở bài. Về mở bài trực tiếp, vấn đề cần bàn luận sẽ được đặt ra ngay ở đầu phần mở bài, kết hợp nêu ý kiến của người viết, sau đó thực hiện bước dẫn đề. Chú ý đảm bảo liên kết chặt chẽ giữa hai bước. Các em cùng cô đọc phần minh họa mở bài trực tiếp trên màn hình. Giữa học và hành tồn tại mối quan hệ hai chiều, tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. Cả học lẫn hành đều có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắn nhủ, học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Phần chữ in niên trên màn hình chính là phần nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận. Phần chữ in đứng là phần dẫn đề. Đối với mở bài gián tiếp, chúng ta cần tìm một ý dẫn nhập có liên quan đến vấn đề bàn luận. Từ đó phát triển ý đến khi lộ diện vấn đề cần bàn luận. Cần đặc biệt chú ý đến liên kết giữa các câu. Tiếp theo, cũng thực hiện bước dẫn đề. Các em cùng cô khảo sát mở bài gián tiếp trên màn hình. Con đường đi đến thành công không hề bằng phẳng. Ta thường trải qua những lần vấp ngã, thất bại khiến ta nản lòng. Để khích lệ cháu con vững chí, ông cha ta đã chỉ rõ thất bại là mẹ thành công. Thật vậy, thất bại tuy để lại tổn thất nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho ta có được thành công sau này. Hai câu in đứng đầu phần mở bài gián tiếp chính là hai câu nêu cái ý dẫn nhập. Câu thứ ba cũng in đứng là phần dẫn đề. Còn câu in nghiêm cuối đoạn văn chính là câu nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận. Thao tác nêu ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận có thể đặt sau bước dẫn đề, song cần lưu ý tránh biến thành giải thích nội dung câu tục ngữ, chẳng hạn như thông qua phép so sánh, người xưa nhắn nhủ chính những thất bại trong cuộc sống giúp ta thành công trên đường đời.
Sau mở bài, các em dựng tiếp các đoạn văn triển khai các bước cần thực hiện trong bố cục thân bài, tránh viết liền bằng một đoạn. Ở bước bàn luận vấn đề, phần trọng tâm, các em chú ý tách thành các đoạn văn theo từng ý được gợi ra trong dàn bài. Cô hướng dẫn các em hai cách chính thường dùng để hình thành các đoạn văn bàn luận vấn đề, đó là trình bày theo cách diễn dịch và theo cách quy nạp. Các em cùng cô đọc lại đoạn văn trình bày theo cách diễn dịch. Học đóng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn cho hành. Việc học mang lại cho con người tri thức, sự hiểu biết. Những tri thức ấy giúp ta xử lý tốt mọi việc trong đời sống. Chẳng hạn, trong xây dựng, người ta vận dụng nguyên lý rồng rọc để vận chuyển lên cao khối lượng lớn gạch cát. Thực tế cho thấy, đứng trước một công việc hay một vấn đề nào đó, người có trình độ hay hiểu biết sẽ có cách giải quyết nhanh chóng và hợp lý. Bởi lý thuyết soi đường cho thực hành, giúp ta tiết kiệm công sức, rút ngắn thời gian mày mò, thử nghiệm. Tất nhiên, khi đó, công việc cũng đạt hiệu quả cao. Câu in nghiêng màu đỏ chính là một ý kiến nhỏ trong dàn bài được nêu ở đầu đoạn văn để định hướng cho việc khai thác lý lẽ và bằng chứng. Các câu in màu xanh, việc học mang lại cho con người tri thức, sự hiểu biết. Những tri thức ấy giúp ta xử lý tốt mọi việc trong đời sống là lý lẽ dùng để giải thích cho ý kiến. Câu chẳng hạn trong xây dựng, người ta vận dụng nguyên lý rồng rọc để vận chuyển lên cao khối lượng lớn gạch cát là bằng chứng minh họa cho lý lẽ. Các câu còn lại in màu xanh cũng là lý lẽ dùng để chỉ ra sự tương quan giữa bằng chứng lý lẽ với ý kiến, đồng thời cũng dùng để chốt ý đoạn văn. Như vậy, ý kiến nêu ở đầu đoạn đã được trình bày làm rõ. Chúng ta tiếp tục đến với đoạn văn triển khai theo hướng quy nạp. Các em cùng cô đọc lại đoạn văn. Tục ngữ có câu, có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim. Henry Ford từng thất bại và cháy túi đến 5 lần, nhưng điều đó không làm ông nản lòng. Chính sự nỗ lực không ngừng đã giúp ông trở thành nhà tư bản, người sáng lập nên tập đoàn kinh tế lớn ở Mỹ. Có thể nói, những lần thất bại gặp phải là những rào cản thử thách ý chí của mỗi người trên con đường đi đến thành công. Thất bại mà không bỏ cuộc, vấp ngã mà biết đứng lên, tìm cách khác theo đuổi mục tiêu đến cùng, tin chắc rằng thành công sẽ mỉm cười với bạn. Như vậy, thất bại góp phần tôi luyện đức tính kiên trì, cầu nối để bạn đi đến bến bờ thành công. Đầu đoạn văn, người viết dẫn ra hai nguồn bằng chứng nói về sự kiên trì dẫn đến thành công dù trải qua nhiều thất bại. Phần chữ màu nâu. Sau đó, người viết phát triển lý lẽ, phần chữ màu xanh, vừa kế thừa bằng chứng vừa lập luận để tạo dựng cơ sở căn cứ đi đến kết luận, cũng chính là ý kiến được chốt ở cuối đoạn thông qua từ ngữ chuyển tiếp. Như vậy, các em xem câu in nghiêng màu đỏ ở cuối đoạn. Vì kết bài là phần chốt ý cho cả bài làm, nên các em quan tâm dùng từ ngữ liên kết để mở đầu thao tác khẳng định ý kiến của người viết, cũng chính là khẳng định ý nghĩa của vấn đề cần bàn luận. Các em cùng cô đọc lại kết bài gợi ý cho đề 1. Tóm lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhận định dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn về mối quan hệ giữa học với hành. Quan điểm của bác chính là kim chỉ nam trong học tập và trong đời sống của mỗi người. Đây là cách kết bài gián tiếp. Đây là cách ta khẳng định gián tiếp ý nghĩa của vấn đề cần bàn luận. Phần liên hệ bản thân, các em chú ý liên hệ phù hợp với nội dung vấn đề. Và đây là kết bài gợi ý cho đề 2. Ta cũng mở đầu bằng từ ngữ chuyển tiếp. Như vậy, câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công gửi gắm một bài học thiết thực. Thất bại là tiền đề của thành công. Nhìn nhận thất bại theo chiều hướng tích cực, ta được tiếp thêm sức mạnh trên hành trình hướng tới mục tiêu đã đề ra. Hai câu khẳng định này thì câu thứ nhất chúng ta nhận định về bài học được gửi gắm trong câu tục ngữ. Và câu thứ hai chúng ta sẽ khẳng định ý nghĩa của vấn đề. Phần liên hệ bản thân, các em cũng chú ý liên hệ phù hợp với nội dung vấn đề cần bàn luận.
Cô mến chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Chào các em.